Nỗi đau đớn dằn vặt của cặp vợ chồng già là bảo vệ tòa nhà trong vụ cháy chung cư mini khi bị nhiều người chỉ trích thiếu trách nhiệm. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29 Khương Hạ khiến 56 người không qua khỏi, 37 người khác bị thương, nhiều người dân trên cả nước đến hiện tại vẫn rất bàng hoàng. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông Ngô Phó Điền, 67 tuổi, là bảo vệ của tòa chung cư mini, người đầu tiên phát hiện, ông đã hô hoán rồi cùng những người khác cầm mình chữa cháy để dập lửa. Thế nhưng, càng ngày đám cháy càng lan rộng. Vụ cháy đã gây ra thương vong rất lớn, rất nhiều người không hiểu hoàn cảnh đã chỉ trích ông thiếu trách nhiệm khi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng gia đình ông Điền những ngày vừa qua đã sống trong sự day dứt và nỗi đau tột cùng khi mất đi 4 người thân trong gia đình tại đám cháy. Con gái của ông là NHT và con rể NXT cùng 40 tuổi và hai cháu ngoại của ông bà là 4 trong số 56 nạn nhân không may mắn. Được biết, vợ chồng ông Điền mua căn hộ ở tầng 5 chung cư mini. Sau vụ cháy, tất cả tài sản tích góp đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nay, ông bà đang ở nhờ nhà của người thân. Kể từ khi sự việc xảy ra, ông Ngô Phó Điền ngồi góc phòng liên tục bật khóc, còn bà Yên nằm gục trên chiếc nệm nhỏ, tinh thần suy sụp. Họ tự trách chính mình là bảo vệ nhưng không cứu được những người thân và cư dân. Đến giờ, khi nghe đến từ cháy, hai ông bà vẫn giật mình, tinh thần hoảng loạn bởi sự mất mát mà vụ cháy kinh hoàng gây ra.